1 tỷ 139 triệu. Một mẫu nhà truyền thống, công năng đầy đủ với 2 phòng ngủ. Ở phía sau thì sân phơi, đằng trước là phòng khách, sân đậu ô tô. Thì nói chung đối với thì những anh chị em mà thích về những cái gì đó mới lạ thì căn nhà này thì cũng đơn giản thôi. Điểm mạnh nhất của nó chính là ở cái vị trí ha. Đây một mẫu nhà là đẹp, chất lượng. Và như mình chia sẻ ngay từ đầu, vị trí căn nhà này thì đắc địa cực kỳ. Ở đây là thuộc ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha. Nhà ngang là 4m3, phía sau nữa hậu là 4m4, dài là gần 27m. Nằm mặt tiền một con đường nhựa, đường này là đường số 56 Nguyễn Nhân Linh, nằm chỉ cách đường Bầu Ếch chưa đầy 100m, cách đường Nguyễn Nhân Linh là khoảng 250m, cách khu du lịch Nước Bà là khoảng 12 cây. Nếu mình đi cái đường Trường Hòa Chà Là đi ra tỉnh lộ 784 khoảng chừng 7 cây số là có khu công nghiệp, là khu công nghiệp Chà Là ngoài đó ha. Còn nếu mình đi theo đường Nguyễn Nhân Linh này đi về chợ Long Hoa thì chỉ có 3 cây số thôi. Nhà nằm cách chợ Long Hoa là khoảng 3 cây ha. Ở ra ngoài chỗ này có một cái ngã tư gọi là ngã tư cầu Trường Long nè, thì cách ngã tư cầu Trường Long là 400m thôi. Hướng bên này, hướng bên này thì chỉ cách ủy ban xã rồi chợ Quy Thiện là có 300m nè. Đó, gần nhà là có một cái trường học nữa. Ở nhà là nằm sát bên cái ngã tư này luôn. Ở đây ra ngoài thành phố Tây Ninh thì còn khoảng chừng 8 cây số nha các bạn. 8 cây số là tới Vincom Tây Ninh. Đây mình xem cận cảnh thực tế nè các bạn. Đây, cách ngã tư này là có chừng 10m, 15m ha. À, hướng bên này là đi ra đường Bầu Ếch nè. Ra đường Bầu Ếch mình quẹo phải là ra ngã tư cầu Trường Long, còn quẹo trái khoảng chừng 2 cây số là mình ra hướng đường Ngô Quyền đi về chợ Long Hải nha. Đây đường Nguyễn Văn Linh nè. Đó, đi ra là 200m. Ở ngoài đây là có mấy công trình của đạo Cầu Đài, đạo Pháp Vô Biên nằm ngoài đây các bạn. Quẹo trái là khoảng 150m là mình ra ngã tư cầu Trường Long, chỗ đó là có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh Thế Giới Di Động ha. Còn bên này sát bên nhà luôn, đó là trường mẫu giáo, trường tiểu học nằm ở chỗ này nha. Cách nhà là chỉ có 150m thôi. Đường ở đây là liên thông với nhau giống như là ô cờ vậy đó. Ngôi nhà rất là tiềm năng. Vị trí này thì anh chị em có thể là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nhỏ cũng được nữa nè. Đó, mấy đường này là cũng thông nhau hết nè các bạn. Ra hướng Nguyễn Nhân Linh là đi ra hướng Bầu Ếch này, đi về chợ Long Hải các bạn. Những hướng bên trái là sẽ thông ra đường Trường Đông nha, thông về xã Trường Đông. 1 tỷ 139 triệu. Nhà xây mới nha. Đây, mình vô xem hiện trạng nhà các bạn. Ở đây nằm cách Sài Gòn An Sương tầm khoảng 75 km các bạn. Sân trước là mình đậu ô tô ngon lành ha. Nhà thế nở hậu, hướng là Đông Nam. Đó, đằng trước là rào lưới sắt hộp. Sân là lát gạch sân vườn. Hàng ba cũng rộng rãi. Ở trên là làm trần thạch cao. Cửa sắt kính cường lực 4 cánh ha. Ở dưới là gạch bóng kiến khổ 60. Vân đá nè. Cột đổ bê tông hết các bạn. Nhà xây cũng có chất lượng đó. Bên trong không gian phòng khách lịch sự. Điện âm tường. Ở đây anh chị em có thể là vô nước cấp thủy được nha. Thì xã Trường Hòa là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi. Đó là tương lai cũng sẽ trở thành phường đúng không bạn. Ở đây thì nó giáp với lại phường Long Thành Bắc và phường Long Hoa, rất là gần với chợ Long Hoa ha. Anh chị em là vô nước cấp thủy được ok luôn nha. Nhà có 2 phòng ngủ. Này
Cửa phòng là nhôm vân gỗ đó, trần trong phòng là trần nhựa thả loại tốt đó. Trong phòng ngủ và phía bên ngoài là đều dán gạch cao 1,5 m hết các bạn. Hai phòng ngủ diện tích cũng tương đương với nhau, tầm khoảng 11-12 m² lận đó, có đi đường điện để anh chị em gắn máy lạnh luôn nha. Hành lang thì có cửa sổ nè. Khu vực nào có cửa là có trang bị rèm hết. Bếp và nhà ăn này cũng rộng rãi thoáng mát các bạn. Diện tích này khoảng 20 m² nha. Ở trên là trần thạch cao chạy đèn led đó, có tủ bếp 5 cửa nè, rồi chậu rửa inox 2 hộc, rồi còn phân sân sau này, sân phơi làm mái che tôn khung sắt đó, tấm lấy sáng nè các bạn, lăng bê sơn nước dán gạch xung quanh sàn nước nè, gạch chống trượt ở bên dưới khu vực sân sau nha. Phòng tắm nhà vệ sinh là riêng biệt, dán gạch hết toàn bộ. Ở trên là đổ đan đó, gắn bồn nước ha, thiết bị vệ sinh nè. Lavabo để trong phòng tắm luôn, hố ga thoát nước. Nhà xây tường cột chắc chắn nha các bạn. Cửa phía sau là cửa sắt ha. 1,139 tỷ. Chúng ta có một cái căn nhà đầy đủ công năng, mặt tiền đường nhựa, nằm trong khu dân cư, dễ kinh doanh buôn bán, xung quanh thì rất là nhiều tiện ích, trường học, chợ, ủy ban, chỉ cách là chừng 100-200 m vậy thôi. Ra những khu vực lớn, chợ Long Hoa thì chỉ cách 3 cây, cách tàu thách Tây Ninh là 4 cây, cách khu du lịch Nước Bà là 12 cây số, là trung tâm của thành phố Tây Ninh tới Vincom Tây Ninh là 8 cây, rồi cách Sài Gòn An Sương là 75 km ha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Xây dựng Hùng Hồng Huy, hùng mạnh nhờ chất lượng, với hơn 20 năm kinh nghiệm về thiết kế, thi công và sửa chữa công trình nhà ở dân dụng, chúng tôi tự tin cùng bạn kiến tạo những không gian sống hoàn hảo. Trong đó khẩu cư là 60 m, còn lại là đất cây lâu năm, không có dính lộ giới. Khu này là quy hoạch đất ở nha. Bản đồ quy hoạch thể hiện rõ khu vực này rất là tiềm năng các bạn. Xung quanh là diện tích đất phủ hồng nè, đường là ô cờ, trường học, chợ, rồi các cơ sở kinh doanh lớn đều trong bán kính chỉ có chừng 200-300 m thôi ha. Ủy ban cũng nằm sát bên luôn. Con đường TH06 này chính là đường Bảo Ếch nha các bạn. Mình có thể ra chợ Long Hoa bằng đường Nguyễn Nhân Linh hoặc là con đường Trịnh Phong Đáng ở bên này. Hai đường này thì song song với nhau, giáp với lại phường Long Thành Bắc. Ra chợ Long Hoa chỉ có chừng 3 cây số à ha. Bây giờ mình đi khảo sát thực tế địa bàn của ấp Trường Thiện nha các bạn. Từ vị trí nhà mình đi ra khoảng chừng 10 m tới ngã tư nè, đường đây đi ra vô hướng nào cũng được ha. Hướng bên trái ra chừng 60 m là đường Bầu Ếch nha. Còn bên phải là đi ra hướng trường học, còn ra đường Nguyễn Nhân Linh đó, mình cứ chạy thẳng ha, ra khoảng chừng 200-250 m là mình đã ra tới đường Nguyễn Văn Linh rồi đó. Đường ô cờ rất là tiện lợi ha. Đây là nhà cửa dân cư nhiều, đường không có ổ gà, đèn đường có đầy đủ,
các cơ sở kinh doanh buôn bán là cũng nằm trên cái trục đường mặt tiền căn nhà luôn các bạn. Bà con nào có đạo câu đài thì về đây rất là tiện lợi ha. Điện thờ Phật Mẫu, đạo pháp vô biên, hay quần Nguyễn Nhân Linh ha. Hướng bên trái đi về chợ Long Hoa và tòa Thánh Tây Ninh. Mình sẽ đi về hướng ủy ban xã trước các bạn. Bên này là thánh thất của xã Trường Hòa nè. Đường Nguyễn Nhân Linh này lộ giới tầm 40 mét các bạn. Những cái dấu hiệu để cho anh chị em có thể đánh giá được tiềm năng ở đây nha. Con đường Nguyễn Nhân Linh nè, có vỉa hè hai bên nữa các bạn. Đó. Tiền thân chuẩn bị trở thành một cái khu đô thị đó các bạn. Này, hướng đi vô trường học nè. Vô trường học cách nhà 150 mét đó. Đây. Bên đây là ủy ban xã ha. Bên này là chợ. Mình chạy thẳng xuống đây là đi về hướng xã Trường Đông nha các bạn. Về chợ Trường Lưu á. Chợ Quy Thiện. Nhà lòng chợ nè. Chợ này buổi sáng bán cũng khá là đông. Còn bây giờ là mình đi hướng này. Đó là về chợ Long Hoa, về tòa Thánh Tây Ninh nha. Về tới chợ Long Hoa là khoảng chừng 3 cây số, chạy thẳng trục đường này luôn các bạn. Đường Nguyễn Nhân Linh này là nó cùng chung một cái trục đường với là đường Phạm Nhân Đồng, rồi đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Học rồi ha, ra tới trung tâm của thành phố Tây Ninh luôn. Đây con đường Bảo Ếch nè, trạm y tế nè các bạn. Thì cách nhà có 300 mét à. Đường Bảo Ếch này thông ra chợ Long Hải nha, ra đường Công Quyền đó. Anh chị em nào thích khu vực này, quan tâm tới căn nhà của em Cẩm, mình liên hệ trực tiếp với em Cẩm luôn nha. Số điện thoại là 0949 913 030, 0949 913 030, hoặc là 0937 655 614, 0937 655 614. Giá toàn bộ không phát sinh là 1 tỷ 139 triệu ha. Đó, ngay đây là Bách Hóa Xanh. Rồi bên kia đường là điện máy xanh Thế Giới Di Động. Đây là đường Trường Hòa nè các bạn. Đường Trường Hòa Trà Là, quẹo đây 5 cây số là mình ra tỉnh lộ 784. Đó, ra khu công nghiệp là khoảng chừng 7 cây ha. Tiệm vàng nè. Đó, con đường này rất là nhiều cơ sở kinh doanh buôn bán và có nhiều cái quán ăn gia đình lớn nổi tiếng cũng nằm ở cái đoạn đường Nguyễn Nhân Linh này. Mật độ dân cư cao, nhiều tiện ích ha. Đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Nhân Linh nè, rất là lớn luôn, có máy rút tiền ở ngay trước cổng trường luôn. Đi thẳng xuống 2 cây số nữa là mình về chợ Long Hoa nha. Anh chị em đánh giá như thế nào về hiện trạng và tiềm năng của khu vực và căn nhà của em Cẩm, hãy để lại ý kiến bên dưới video, giao lưu với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nha. Còn tới đây anh em mình cũng kết thúc nha, kết thúc video. Chào tạm biệt anh chị em, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.